Sau gần 2 tháng triển khai, Đại hội Thể thao Doanh nhân Olympic 2030 lần thứ 3 đã chính thức khép lại vào tối qua ngày 8 tháng 12. Đây là sự kiện thường niên do Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 thuộc Thời báo Kinh tế Sài Gòn phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức. Tạo ra một cái phong trào cũng như một cái sự tập luyện để cho anh em duy trì được sức khỏe. Đặc biệt là những cái chương trình như Approach hay là Wood Golf là những cái chương trình mà tôi rất là thích. Nếu như mà cái chương trình nó lan tỏa trong cộng đồng tốt như thế này thì Sư Tử Vàng sẽ tiếp tục tài trợ cho những cái đại hội Olympic 2030 trong những nhiệm kỳ sau. Tại buổi lễ vinh danh và trao thưởng tối qua, 35 bộ huy chương của 15 môn thi đấu tại đại hội đã được trao tặng. Bên cạnh đó, các đơn vị và cá nhân của Olympic 2030 cũng nhận được 11 bằng khen của Ủy ban Olympic Việt Nam, 20 giấy khen của Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và 40 giấy chứng nhận của Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Với sứ mệnh phát triển tình bằng hữu, nâng cao sức khỏe và xây dựng hình ảnh doanh nhân mới, với tầm ảnh hưởng và quy mô ngày càng mở rộng, Đại hội Thể thao Olympic 2030 sẽ hướng đến phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam trong một tương lai không xa. Đại hội Thể thao Doanh nhân Olympic 2030 lần 3 năm 2017 có rất là nhiều thuận lợi. Thuận lợi đầu tiên là vẫn tiếp tục được sự đồng hành, bảo trợ về mặt chuyên môn của Ủy ban Olympic Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Cái thuận lợi đó đã dẫn đến một cái điều kết quả rất là tốt, đó là chất lượng giải của năm nay thì cực kỳ là cao so với lại năm ngoái. Và rất hy vọng là năm nay chưa có các tỉnh phía Bắc tham gia, thì năm sau sẽ có các tỉnh phía Bắc tham gia. Mang sứ mệnh xây dựng cộng đồng doanh nhân không chỉ mạnh mẽ và trí tuệ trên thương trường, mà còn năng động, tự tin ở mọi phương diện trong đời sống xã hội, Olympic 2030 đã và đang ngày càng thể hiện vai trò gắn kết của mình. Và trên hết, đây là môi trường rèn luyện sức khỏe và giao lưu không thể tốt hơn cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam thời đại mới. Đối với thể thao thành tích cao của thành phố cũng đang trông chờ vào 2030. Ngoài cái chuyện chúng ta chăm lo cho người lao động của chúng ta, thì chúng ta trong một cái hoạt động này chúng ta có chú ý để hỗ trợ đầu tư cho một vài tài năng thể thao của thành phố, thì nó sẽ có nhiều ý nghĩa hơn.